Hello everyone, welcome to Community with MC. This is MC with Pacific Wild Real Estate and Mortgage. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Cộng đồng. Thì hôm nay vị khách đặc biệt của chúng ta là chị Jenny Đỗ. Em xin chào chị. Xin chào Minh Châu. Dạ, xin mời chị gửi lời chào đến quý vị. Jenny xin gửi chào thân ái đến tất cả mọi người của đài và xin gửi lời cảm ơn Minh Châu cũng như là Pacific Wild đã cho Jenny cái cơ hội để trở lại chương trình. Dạ thưa chị, cảm ơn chị đã có mặt ngày hôm nay. Em biết chị lúc nào cũng bận rộn nhưng mà cái trái tim, cái tình yêu cộng đồng của chị quá lớn. Kính thưa quý vị, chị Jenny đến đây là bởi vì Minh Châu nhìn thấy trên Facebook của chị những cái lo lắng, những cái quan tâm của chị đối với cộng đồng. Và Minh Châu đã nói chuyện với chị và chị đã đồng ý đến. Thì hôm nay chị muốn chia sẻ hai vấn đề. Thì vấn đề thứ nhất là vấn đề làm sao chống lại dịch bệnh và làm sao để tích cực thống kê dân số 2020. Thì hai vấn đề này đối với chị là hai vấn đề chị đang quan tâm nhiều nhất. Thì em xin hỏi chị tại sao mình lại lấy hai cái vấn đề này mình quyện vào với nhau để mình nói thành câu chuyện ngày hôm nay vậy thưa chị? Thưa Minh Châu, chị nghĩ rằng là cái thống kê dân số 2020 rất là quan trọng, tại vì nó có cái tính cách lo cái tương lai cho con cháu mình, cho cộng đồng mình trong vòng 10 năm tới. Thành ra là nếu mà mình đi chặt một cái chỉ trong vòng mấy tháng thôi là mình phải lãnh đủ trong 10 năm. Vì vậy cho nên là mình cần phải giải quyết nó, mình cần phải tham gia và cần phải tích cực. Mà cái đó nó đi thẳng vào cái vấn đề mà dịch bệnh. Tại vì hiện tại bây giờ với cái sự bùng phát của cái dịch COVID-19 thì cho nên nghĩ rằng là nó có một số cái tệ nạn mà sắp sự xảy ra. Mình biết được nó không phải là để lo âu mà mất tinh thần, mà mình cần phải nắm vững để mà mình làm sao có được cái ngân sách đối phó với nó. Không có tiền mới thực được đạo, phải không ạ? Có thực mới vực được đạo. Cho nên là không có tiền thì không làm gì được cả. Thì em muốn nói một chút xíu ở đây là chị Jenny muốn nói về vấn đề tiền là tại nó liên quan đến cái vấn đề thống kê dân số đúng không chị? Dạ vâng. Thành ra mình sẽ nói cái đó rõ hơn một chút xíu sau một chút, tại vì em muốn chị nói về vấn đề cái bệnh căn dịch bệnh bây giờ hiện tại, tại vì qua những cái ngày weekend vừa rồi mình nhìn thấy là có một số dân của chúng ta hoảng sợ. Thì em có thấy cái message của chị ở trên Facebook làm cho em rất là thích và em rất là cảm động. Là chị đã nói là khi mà chị biết chị bị bệnh ung thư chỉ còn có một tháng để mà sống. Và chị đã quyết, lúc đầu khi nghe thì chị rất là đau khổ, coi như là sụp đổ. Nhưng mà khi mà chị đã quyết định sống thì chị đã sống, và chị hôm nay chị sống lành mạnh, sống khỏe mạnh nữa thưa quý vị. Thành ra là chị muốn gửi tới chúng ta một cái lời khuyên là cái tinh thần nó quan trọng nhất. Dịch bệnh hay là bệnh, ngay cả cái bệnh ung thư, cái bệnh chết người mà chị còn vượt qua được, huống chi là cái bệnh dịch bệnh này chỉ là bệnh cúm mà thôi. Nếu nó có thể tự mình có thể hồi phục được, thành ra là nó không đến nỗi mà để sợ hãi lắm. Cho nên chị hôm nay đến đây để san sẻ, em xin chị san sẻ lại một lần nữa cái cảm giác, những cái gì mà đã trải qua với chị trong những lúc mà tuyệt vọng nhất mà chị đã đứng vững lên được thưa chị. Cũng giống như bao người, khi mà mình nghe tin là mình bị một cái tử thần gõ cửa thì ai cũng tinh thần cũng bị lung lay sụp đổ. Và Jenny cũng không khác gì, cũng những cái tuần đầu là rất là bị lung lay và cảm giác như là thế giới của mình không còn đứng vững được. Tuy nhiên khi mà Jenny biết được rằng là mình không còn cái gì để mà lo sợ nữa, tại vì nó cái gì nó đến nó sẽ đến, thì tự nhiên Jenny nghĩ ra cái phương cách rằng là mặc kệ nó, mình sẽ phải cứ thản nhiên để mà tiến tới. Mình dùng cái thời gian còn lại để làm cái gì đó cho nó thật là hữu hiệu và thật là tốt, tại vì ai trong chúng ta cũng phải đối phó với lại tử thần một ngày nào đó. Cho nên rằng là bây giờ mình được may mắn là mình được báo trước, cho nên vì vậy là mình nên tận dụng cái thời gian còn lại. Và với cái tinh thần đó, tự nhiên khi mà nó gọi là Jenny vẫn nói đùa với mọi người, nó cùi không sợ lỡ nữa. Cho nên là lúc đó tự nhiên cái tinh thần mình nó rất là nó nhẹ đi, mà nó rất là bình thản. Thì khi mà Jenny bình thản rồi đó, thì Jenny mới tìm ra được câu trả lời.
Tại vì khi mà mình lo âu, buồn nản, giống như là mình là một, Jenny cứ nói với các bệnh nhân ung thư khắp thế giới đó, là chúng ta là một thuyền trưởng của chiếc tàu, cơ thể mình là chiếc tàu. Mà nếu mình là thuyền trưởng mà không vững tay lái là tàu sẽ đâm vào hang đá, hoặc là tàu sẽ bị sơ bị sẽ lún, đúng không? Mà khi mà mình rớt vào một cái hố cát mà càng vùng vẫy thì mình càng bị lún. Còn khi mà mình bình tĩnh, mình đứng yên, mình nhìn xung quanh, quan sát để mà hiểu vấn đề, rồi sau đó đưa ra cái kế hoạch để thoát khỏi thì nó vẫn hay hơn. Và cho nên cứ nói mọi người, cứ mỗi lần mà buồn, tôi nói trước khi mọi người biết, cứ mỗi lần mà buồn hay lo âu là mất cả ngàn 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 tế bào bạch huyết cầu. Cho nên rằng là không nên buồn, mà mỗi lần cười là mình biết là bạch huyết cầu lại đi lên. Cho nên rằng là khi biết được cái bí quyết đó thì có phải rằng là mình là thuyền trưởng, mình có thể nói rằng là mình sống hay chết, mình cứ phải tin vào cái vấn đề là mỗi cá nhân chúng ta có khả năng để mà tồn tại. Tại vì cái đó nó nằm trong cái gene của mình, ai cũng có hết. Nhưng mà đó là từ thời bao nhiêu năm trước, khi mà khai thiên lập địa, đó là người người chúng ta là phải sống trong hang, phải phải đi săn bắn này kia nọ, đâu thì có thuốc men gì đâu đâu. có thuốc men gì đâu, mà sống là hoàn toàn là phải dựa vào cái bản năng sinh tồn của mình. Cho nên rằng là cái đó nó nằm sẵn trong cái gene rồi, bây giờ có ăn thua, có muốn lấy đem nó ra hay không. Thành ra cho nên mới nói với mọi người đó, trong cái 7 bước mà Jenny đặt ra để mà cho đối phó với ung thư á, là cho chính bản thân mình thôi nha. Dĩ nhiên ai theo thì theo, nhưng mà cái đó là Jenny không có phải là người nhân viên của bên bộ y y khoa, cũng không phải là người chuyên môn trong vấn đề một số cái vấn đề này. Nhưng mà Jenny đã tìm ra được cái đường hướng mà của những người đi trước, và Jenny quyện nó lại và đưa nó vào thành cái con đường đi của mình, đó là con đường khuynh diệp. Thì cái đường khuynh diệp, trong đường khuynh diệp Jenny có 7 bước, mà một cái bước mà gọi là lớn nhất, to nhất, bự nhất và quan trọng nhất, đó là tâm trị. Mà tâm trị đây không phải là, khi Jenny hỏi mọi người chứ mọi người có hiểu tâm trị là gì không, thì các bệnh nhân ung thư thường trả lời với Jenny, ô luật sư ơi, đó là sống lạc quan là được. Cái Jenny bảo rằng là không đủ, lạc quan không 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 đủ, phải có một số cái sự khẳng định, tức là một cái số cái quyết định trong tâm mình, phải quyết định tôi muốn là như thế này, tôi muốn là như thế kia, và phải nói lớn lên, chứ không phải là chỉ có nghĩ thôi cũng chưa đủ. Phải, nó gọi là affirmation, nó mà coi như là unequivocally, để mà nói một cách là khẳng định luôn là tôi sẽ thế này, tôi sẽ thế kia, chứ không phải là tôi mong muốn hay tôi mong muốn. Thầy, tôi cho nên nhớ thầy 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 các thầy tu thường bảo rằng là khi mà mình nói cái chữ mong muốn là mình chặt rồi. Tại vì mong muốn có nghĩa là mình không chấp nhận cái hiện tại, và mình vẫn còn ao ước cái gì đó ngoài ra. Thành ra là không mong muốn, mình khẳng định mình muốn cái tương lai như thế nào, mình sẽ ra như vậy. Cho nên vẫn nói đùa với mọi người đó, cái người mà nghèo á, cái tối ngày than mình nghèo á, cái người đó vẫn nghèo. Mà cái người họ giàu á, họ khẳng định là họ giàu thì họ vẫn giàu. Thành ra vì vậy cho nên là cái người khỏe mà mình khẳng định mình khỏe, mình sẽ khỏe. Còn nếu mà mình khẳng định là ôi tôi ốm yếu lắm, tôi chán lắm, tôi sắp chết tới nơi rồi, tôi khổ thế này, mình cứ than như vậy thì mình sẽ là như vậy. Em còn nhớ là chị nói là những cái người nào mà đến nhờ chị giúp đỡ về vấn đề khi mà bị bệnh, chị nói là cái đầu tiên phải nói là tôi sẽ sống thì chị mới giúp được. Thì em thấy cái đó rất là hay, tại vì cái đó là mình bảo với chính mình là mình sẽ sống. Và em thấy cũng như mỗi ngày em cũng vậy, em đi làm mọi người nói sao mà ốm yếu, sao mà làm cả ngày, em nói chứ tôi khỏe lắm đó, thì mình cứ thấy, mình cứ nói tôi khỏe lắm đó thì là mình cứ thấy mình khỏe. Tại vì nếu mà mình nói ôi tôi mệt quá thì mình sẽ thấy mình mệt, đúng không chị? Nó là như vậy, tự mình chính bảo mình mệt đi, còn đằng này mình nói tôi khỏe lắm. Cũng như bây giờ như chị chia sẻ là mình, cái tâm mình phải xác định mình muốn cái gì, đúng không chị? Giờ tôi muốn sống, tôi muốn khỏe, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ vâng, cái đó cái khẳng định nó rất là, mà trong khoa học đã chứng minh này. Bây giờ Jenny chỉ cho một cái nôm na, một cái ví dụ. Bây giờ Jenny hỏi Minh Châu nhá, nhớ nếu mà Minh Châu muốn ngày mai, hôm mai Minh Châu phải dậy lúc 5 giờ sáng, mà bây giờ Minh Châu không có đồng hồ để báo thức, mà Minh Châu phải tự nhắc mình thôi, bảo là ngày mai 5 giờ nhất định phải dậy nhá, có dậy không? Dạ, có đó chứ chị, có những lúc mình cứ mình ngủ mà nó cứ thấp thỏm, mình cứ thức hoài. Em bị nhiều lắm, mỗi lần mà em không 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 em có một cái gì quan trọng mà ngày ngày hôm sau phải đi á, là không có ngủ được yên giấc, tại vì cứ thức thỏm để tại cho vì dậy mình tự dậy nhắc chớp. nó, mình nghĩ tới nó, Dạ. thành ra là cái gì mà mình nghĩ tới, cái gì mà mình nghĩ là nó sẽ xảy ra thì tự nhiên
cái vũ trụ nó hay lắm, tức là nó có cái energy xung quanh, những cái gì mà mình thoát ra bằng cái suy nghĩ của mình thì tự nhiên nó sẽ sắp đặt để mà mình đến cái chỗ đó. Vì vậy cho nên là rất là nguy hiểm nếu mà mình nghĩ là mình sẽ khổ, mình nghĩ là mình sẽ buồn. Thì mình sẽ buồn và sẽ khổ, bảo đảm. Còn bây giờ nếu mình nghĩ rằng là không, mọi chuyện nó sẽ là ok. Thì bây giờ cái mọi người hỏi Jenny là Jenny không sợ. Tôi không sợ là tại vì sao? Cúm á, có năm nào mình ngăn ngừa được không? Mỗi lần mùa cúm là thế nào rồi, ai cũng bị. Nhưng mà nó nhỏ nha, trong suốt 5 năm qua Jenny không bị cúm. Không biết tại sao nhưng mà không bị cúm. Còn hồi xưa đó, cứ mỗi lần mà mùa cúm đến, cảm cúm là trong nhà Jenny là người đầu tiên bị. Đầu tiên luôn á. Mà bây giờ thì tự nhiên nó tránh mình, đúng không? Em nghĩ là do cái cách chị ăn uống. Trong cơ thể chị nó có đầy đủ những cái chất giúp cái cơ thể mình kháng thể không chị? Có thể là như vậy, mình không phải là chuyên gia cho nên cũng không dám khẳng định. Nhưng mình biết rằng là nếu mà mình nghĩ mình khỏe thì mình sẽ khỏe. Bây giờ hiện tại bây giờ cho nên nghĩ rằng là cái tình trạng cúm hiện tại, mình biết rằng là nó bây giờ nó sẽ lan ra. Nhưng mà nó chỉ là cúm thôi. Cái vấn đề mà mình có những cái thiệt mạng mà Jenny không dám nói rằng là cái đó nó mình không nên lo. Tuy nhiên năm 2018 là đã cho thông báo cho biết rằng là trên nước Mỹ là 80.000 người chết vì bệnh cúm trong một cái mùa đông. 80.000 người chết. Thành ra rằng là cái số lượng mà người chết vì cúm hàng năm thường là vẫn bị. Jenny không ý nói rằng là mình không nên quan tâm vấn đề đó. Tuy nhiên cái đến đó là vẫn đến, không tránh khỏi được. Thành ra vì vậy cho nên mỗi lần mà mình lo âu, có phải là mỗi lần mình tự hại mình tự làm cho mình bị sút giảm đi cái bạch huyết cầu, mà cơ thể mình trong lúc này rất là cần bạch huyết cầu để mà chiến đấu. Vì vậy cho nên rằng là cũng giống như cái bệnh ung thư mà Jenny nói chuyện với các bệnh nhân ung thư thường xuyên, là cái gì mình đưa vào cơ thể, cái chỗ nào đưa vào cơ thể của mình là gồm có gì. Thứ nhất là cách suy nghĩ. Cái đó mình nhìn những cái gì đó mình nghe là mình đưa vào trong não, đúng không? Nó là bên ngoài đưa vào. Mà nếu nó là ô nhiễm, cái này sẽ ô nhiễm. Và bây giờ mắt, cái gì mà vô mắt? Không khí, bụi hoặc là tay mình đưa vô mắt. Mũi, thở, đó là những cái mà mình đưa vô trong người mình, đúng không? Miệng, những cái mình đưa vô trong người. Đó là cái ba chỗ mà cộng luôn cả cái trên này. Thành ra là gọi như là khoảng là bốn chỗ đi ha. Thì bây giờ để mà thay đổi cái môi trường, tại vì cái môi trường nó phải hợp, thì vi khuẩn, vi trùng cũng như là ung thư mới sống được. Nếu mà cái môi trường này vững chắc mà đẹp, bây giờ Jenny nói mà cái thảm cỏ, cái cỏ nó xanh tươi là tại vì sao? Mình có khử sâu, nào mình có bơm, mình có phân vun sơ sới cho nó, mình cho phân bón này kia nọ, mà tưới nước, thành ra nó xanh. Nhưng mà bây giờ quý vị cứ thử bỏ một chút coi, không chăm nom cho nó, thì là mình sẽ thấy nó sẽ khô héo. Và nhưng cỏ dại mọc thì rất là oai nghiêm, rất là tốt, đúng không? Mình không mời nó cũng mọc. Thành ra vì vậy cho nên là cứ bỏ bê cái này này thì là dĩ nhiên những cái khác nó sẽ xâm nhập thôi. Thành mình phải take care mình phải đi cái này trước. Thành mà cái này trước á, đầu tiên hết là phải cái này. Là tại vì sao? Chị nói là cái thuyền trưởng trong này rằng là cái não mình á, có gồm hai con người. Cái người mà để mà ngồi nói chuyện với Minh Châu là một người để mà có thể quyết định vấn đề này kia nọ. Nhưng mà thường thường mình chỉ có nghĩ cứ mỗi một lần, mỗi một giây phút mình nghĩ được một chuyện thôi. Mình không có thể làm hai ba chuyện được, đúng không? Đa số là như vậy. Nhưng mà cái thằng não đằng sau này đó là nó làm cả ngàn chuyện trong mỗi giây. Mà trong đó đó mình á, thì cơ thể lúc nào cũng tắm rửa sạch sẽ lắm. Nhưng mà cái não thì không chịu tắm. Cái não là toàn là dơ bẩn, rác rưởi mà mình để vào bao nhiêu năm nay. Rồi cứ chút vào trong đó, buồn, sầu, khổ, lau, lo, sợ, nằm trong đó hết. Chưa kể mỗi ngày mình lên internet xem những cái tin người bị bệnh nhiều hơn, người chết nhiều hơn. Thì cái đó nó lại đi vào, nó làm cho mình bị khủng hoảng, phải không chị? Thành ra là dơ thêm não. Mà trong khi quý vị nên nhớ rằng là cái này nè, mới là cái điều khiển về vấn đề chữa bệnh cho mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Mà mình lại không có lo cho nó. Thành ra để lo cho nó bằng cách nào? Phải tắm não. Tắm não bằng cách nào? Thiền. Mỗi lần thiền là mỗi lần tắm nó. Mỗi lần mình khẳng định những cái gì mà positive, tức là nó gọi tiếng Việt mình là cái gì, tức là những cái gì mà nó có là tích cực, nó có tính cách tích cực, tốt đẹp, dương tính, thì là nó sẽ vô trong đây. Thành ra bây giờ mình bảo rằng là bây giờ nhá,
sắp sửa có những vi khuẩn bên ngoài vào. Bây giờ phải kiên cường lên, phải đánh nhau lên, không bệnh, không để bị bệnh nhá. Phải dặn nó như vậy. Jenny phải tự nói với mình hàng ngày hàng giờ. Mỗi lần mà Jenny đi ngang nhà thờ, đi ngang chùa, hay là mỗi lần, tức là Jenny dùng tất cả mọi thứ để mà nhắc nhở mình, để mà mình luôn luôn là lúc nào cũng có cái sự tích cực trong người hết. Thành ra là mình không sợ, mình rất là vững tinh thần. Và không có nghĩa là Jenny không chết, mà không có nghĩa rằng là Jenny đã đánh hoàn toàn đánh bại được ung thư. Nhưng cái vấn đề ở đây khẳng định một cái chỗ này: được ngày nào là Jenny vui ngày đó. Tức là nếu mình sống được thì, nếu mà mình không sợ nó thì tự nhiên người mình khỏe. Mà khi người mình khỏe tự nhiên mình sống lâu, mình không bệnh. Nhưng nếu lỡ mà mình ra đi cũng không sao, và tại vì trong cái thời gian mình còn lại đó, nó rất là positive, nó rất tốt. Mà nên nhớ là mình vui thì tự nhiên nhà mình vui theo. Đúng rồi. Em muốn nói thêm một chỗ cái này nữa, đó là chị nói là mình vui và mình biết để mình chuẩn bị, thay vì như là chị nói là mình chuẩn bị bằng cách mình tắm não, bằng mình cách mình thiền định, thì thay nếu mà mình không làm những chuyện đó, mà mình thay vì đó mình đi mình đọc news hay mình làm những cái chuyện mà làm cho mình buồn thêm, thì nó làm cho mình chưa bệnh đã khổ sở rồi, chưa bệnh đã quá lo lắng rồi, rồi đi mua đồ chất đầy nhà không biết để làm gì, mà trong khi không lo sức khỏe cho mình, rồi tự nhiên bệnh cũng đâu có ăn được đâu. Đúng không chị? Đúng vậy. Thành ra là em nghĩ cái cách của chị rất là thiết thực và rất là cần và rất là nên làm, là mình tắm não, tức là thiền định và tập thể dục hả chị ha? Tức là ngoài mình tắm não, mình tập thể dục, mình lo cho mình sức khỏe, phải không chị? Jenny đi bằng cái 7 bước của bên phía mà Jenny đang làm việc với các bệnh nhân ung thư đó. Cái thứ nhất là tâm trị, thì cái đó mình vừa mới bàn với nhau rồi. Mà cái tâm trị đây, như ngoài cái vấn đề lạc quan, còn có vấn đề là mình phải đặt ra những cái mẹo, những cái gì mà để cho mình thay đổi cái behaviors của mình, tức là thay đổi cái cách sinh hoạt hàng ngày, hàng giờ của mình. Thì cái nếu mà mình thay đổi bằng cách sinh hoạt của mình đó, thì tự nhiên nó thay đổi luôn cả cái suy nghĩ của mình và cái cơ thể của mình. Cho nên rằng là mình phải có những kế hoạch đàng hoàng, chứ không phải là lạc quan không đủ. Chẳng hạn như là cho nên nói mọi người chứ, lạc quan xong đi mà đi ra chơi, ăn uống với bạn bè, ăn tầm bậy tầm bạ vô thì cũng như không, đúng không? Hay là lạc quan là một phần thôi, còn những cái phần khác là những phải đặt ra là mỗi phút mình làm gì, mỗi giờ làm gì, mà nó thành một cái thói quen. Tại vì nếu mà mình trong lúc đầu thì nó có mình không quen, đúng không? Chẳng hạn như ví dụ như thở bụng không quen, hoặc là bây giờ không để tay vô mặt không quen, nhưng mà mình phải đưa ra một số cái mẹo. Mình đưa ra cái mẹo, cái tự nhiên mình tập chừng một tuần hai tuần sau, cái tự nhiên nó thành một cái thói quen vĩnh viễn luôn, và như vậy nó sẽ rất là tốt cho tương lai. Thì bây giờ nói tóm lại, thứ nhất là tâm trị, thứ hai là thở. Tâm trị xong là đến thở. Thở, cái thở rất là quan trọng, cho nên sẽ nói kế tiếp. Cái thứ ba là vấn đề cái môi trường, phải không? Cái môi trường, xong rồi mới tới cái uống, xong rồi tới cái ăn. Đó, quên xin lỗi, cái tay của mình là nó nằm trong cái vấn đề mà cái cách sinh hoạt hàng ngày của mình á. Trong cái bệnh dịch này đó, hai bàn tay này là cả một vấn đề. Một là tạo nên, hai là phá hoại, đúng không? Đúng rồi. Cho nên rằng là hai cái bàn tay này bây giờ trở thành là cả một câu chuyện để nói, phải không? Dạ. Thành ra rằng là mình cần phải nói một chút về cái vấn đề đó. Thì bây giờ mình nói về tâm trị, bây giờ nói về vấn đề thở. Thở đó, nhất là mọi người biết rằng là trong cái vấn đề dịch này đó, là cái bộ phận mà yếu nhất của cơ thể mình, đó là hai lá phổi. Thành ra là nó sẽ bị attack, tức là nó sẽ bị tấn công trước hết. Mà nếu những người đã có sẵn những cái bệnh như là bệnh hô hấp, như là về vấn đề asthma, tức là suyễn ấy, hoặc là một số cái bệnh mà liên quan tới phổi đó, thì mình lại cần phải cân nhắc hơn. Hoặc là những người mà có cái miễn nhiễm, tức là nó bị thấp, tức là cái bạch huyết cầu của họ thấp hơn bình thường, là mình cần phải lưu ý. Thành ra vì vậy cho nên rằng là Jenny không phải là nhân viên của Bộ Y tế. Cái này là Jenny chỉ có học qua cái phương cách mà đối phó với lại ung thư của những người đi trước. Và hôm nay Jenny thấy rằng là Jenny có thể áp dụng. Và tại vì Jenny chính bản thân là cũng bị ung thư phổi, tức là ung thư vú bắt đầu, xong rồi nó lan qua xương và nó lan qua phổi, thì hai lá phổi Jenny đầy hết. Thành ra là, nhưng mà mọi người phải hiểu rằng là hai lá phổi Jenny đầy các cái tế bào ung thư nhỏ, nó là nó chỉ dưới, chỉ có cái lớn nhất là 7 chấm mm, còn bao nhiêu là khoảng 3 chấm mm, mà nó đầy cả hai bên luôn. Thì mọi người phải tưởng tượng là Jenny là một trong những người gọi là bị chiếu phó, tức là có thể là ung thư, là vi khuẩn nó sẽ thăm Jenny, nhưng mà bây giờ bảo Jenny vẫn
bình thản, vẫn không có bị lung lay. À, tại vì đã nói rồi, số ai chết là dẫn chết, ok, chạy không được, trời kêu ai nấy dạ. Nhưng mà mỗi người chúng ta cần phải làm những gì mình có thể làm được trong khả năng của mình. Thành ra bây giờ nói về thở, thở nếu mà mình lấy oxy mà sạch sẽ vô đó, thì cái phổi mình nó sẽ rất là tốt, đúng không? Mà mọi người có thể, có một số chuyên gia cho biết rằng là nếu mà mình thở không khí tốt, tức là có oxy đó, thở tốt mà nhịn trong khoảng 10 giây mà không cảm thấy đau, không cảm thấy đau thì có nghĩa rằng phổi mình nó ok. Dạ. Còn nếu mà mình nhịn vô mà thấy nó khó chịu thì không ok. Mà dĩ nhiên cái này là Jenny chỉ có đọc do các chuyên gia nói thôi chứ không phải tự Jenny đưa ra. Nhưng mà nhất là buổi sáng sớm, mình chịu khó nếu mà bên ngoài trống không có người, mình ra trước những cái cây mà có, nhất là buổi sáng sớm là nó có nhiều oxy lắm, thì mình thở bằng bụng chứ không phải thở ngực, đúng không? Thở bụng. Và cái mà Jenny thở là thở nguyên trong ngày luôn, tức là hễ có Jenny dùng cái bình nước, mọi người những bệnh nhân ung thư là biết là Jenny là đây là bùa bối của mình, là phải sống. Cứ mỗi lần mà cầm cái ly này, mà cái chai này lên mà để mà uống á, là Jenny phải vừa thiền vừa thở 5 lần thở bụng và khấn, và tức là lúc nào cũng suy nghĩ rằng là người mình sẽ sạch, tức là mỗi lần uống rồi là cảm thấy là mình sạch, đúng không? Thành ra là cái đó là tâm trị, đó một trong những cách tâm trị. Thì cái vấn đề khi mà mình thở như vậy đó, nếu mà mình lỡ mình đang ở bên ngoài, mình đi qua những người chẳng hạn như họ vừa ho, họ vừa hắt hơi, nín thở để mà vượt qua cái chỗ đó. Tại vì mình không, tại vì nó là droplet, mình không muốn hít vào. Mà hiện tại bây giờ cái may của mình á, là cái tia mà nước bọt á, cái tia mà nó rất là nhỏ, nó đi ra ngoài thì mà nó sẽ rớt xuống dưới đất, nó sẽ rớt xuống đất hoặc là các cái thềm, cái mặt phẳng đó. Thành ra vì vậy cho nên là mình biết được như vậy, mình nên tránh nó. May cho mình là nó không phải là cái tia quá tí hon để mà nó có thể đi xa hơn, mà tia này là vẫn còn có nước trong đó, cho nên là nó đi gần hơn và nó rớt xuống. Thì vì vậy cho nên lại càng là cái vấn đề mà đeo mật khẩu lại không có hữu nghiệm nếu mà mình không có bệnh. Tại vì sao? Khi mà mọi người mang vô mà mang đi mang lại đó, thì là cái hơi nước trong cái hơi thở của mình nó vào trong cái vải, thì cái vải đó nó sẽ làm cho cái lỗ của nó sẽ bị giãn ra. Mà nếu lỗ nó giãn ra thì bên ngoài cái nước bọt nó vẫn có thể đi vô được. Mà bây giờ nếu giặt đi thì nó cũng bị hư cái nếp vải đó. Mà nếu mà không có đủ để mà mang mà thay mỗi ngày thì cũng như không. Mà chị ơi, em thấy cái mask mà mình đeo bình thường á, cái mask bình thường á chị, mà mình bán rẻ rẻ mấy chục sen một cái ở ngoài chợ á, thì cái đó là dùng cho những người đã bị bệnh rồi. Họ đeo vào để khi mà họ hắt xì hay cái gì thì nó không có văng ra chung quanh không thôi. Tức là những người bị bệnh rồi mới đeo cái đó thôi. Còn mình không có bị bệnh mình đeo làm cái gì? Đúng không chị? Thành ra là cái đó là just for the people who sick. Thì CDC đã đưa ra cái lời khuyên như vậy rồi. Thì nhưng mà cái mask mà nó gọi là N95 đó, thì cái đó là cho cái trường hợp mà nó tối kỵ, tức là nó nhiều luôn á. Tại vì trong cái đội ngũ mình đi học là mình phải mang cái đó, là trong trường hợp mà nó có những cái nó gọi là aerosol, tức là những cái hạt tia mà nó đi xa cả 100 bước á, thì cái đó N95 nó rất là hữu hiệu. Nhưng mà cái này nó vẫn còn là cái droplets, tức là những cái hạt nước bọt nhỏ tí hon, thì cái này nó không đòi hỏi phải có cái N95. Nhưng mà nói tóm lại, mình cái sự lo sợ quá đáng nó có nhiều khi nó lại đi ngược lại đánh mình nữa. Cho nên là cái thứ nhì đó là vấn đề thở, là khi mình đi vào đám đông, thứ nhất là nếu mà mình có thể nhắm được Jenny lúc nào nhắm đông, nhìn thấy cái chỗ nào mà nó thoáng là Jenny đi nhanh qua để mà không có thở trong lúc mình ở trong đám đông, đúng không? Rồi cái đó là vấn đề thở nhá. Và tập cho thở bụng, mọi người bệnh hay không bệnh cũng nên tập thở bụng, nhưng mà dĩ nhiên cái hơi mình thở vào phải là cái không khí sạch chứ không phải là cái chỗ mà bẩn hay là đông người. Rồi cái mà trên kế tiếp là cái hai bàn tay này, nó là cả một vấn đề, cả một câu chuyện rất là khó. Bảo rằng là hai tay không được quyền đụng vào ngầm vào mặt, rất là khó để mà tập, đúng không? Nhưng mà Jenny đã tập và Jenny nghĩ rằng là cũng 70% thành công rồi. Tức là bây giờ là phải dùng cùi chỏ rất là nhiều, thấy không? Phải dùng cùi chỏ mở cửa, cùi chỏ dùng chân, đủ thứ hết. Mà đi vô nếu mà có thể nên tránh đi những cái cầu tiêu công cộng, nếu tránh được. Nếu tránh được các chỗ công cộng nên tránh, đúng không? Rồi mình có những cái mà chỗ mình mở cửa đó, những cái đó, chỗ mở cửa đó, những cái chỗ, những cái gì mà gia đình hoặc là mọi người thường hay sử dụng,
thì những cái đó là mình nên tẩy khử trùng. Chùi khử trùng thường xuyên phải không? Dạ, phải khử trùng thường xuyên. Và nên nhớ nhưng mà đừng làm nhiều quá, đâm ra mình lại hửi nó vào. Thành ra rằng là cho nên cũng đưa ra một cái học hỏi được là một cách là nếu mà cái rửa tay mà 20 giây hay là ca bài sinh nhật á để cho nó sạch á là vẫn là thượng sách, vẫn là hay nhất. Tuy nhiên nếu mà mình không tiện, chẳng hạn như là phải đi bên ngoài trong xe, hoặc là không có tiện để mà có nước và có xà phòng để mà rửa tay, thì mình nên mà nên mà rửa tay ấy, thì phải nhớ rằng là phải có cái khăn của riêng cá nhân mình. Và là khăn phải là khăn sạch. Chứ còn bây giờ mà khăn lau chung khăn lau cũng như không. Trong nhà là phải có ly người nào người đó sử dụng, không có dùng ly với nhau. Ăn canh là không có cái màn mà bỏ đũa gắp chung vô cái tô canh, đúng không? Là phải, bây giờ là phải không có ăn chung nhá. Phải tách cái chuyện đó ra. Cái phong tục của mình là thích ăn chung, đúng không? Bây giờ là phải tránh cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà hôn hít với lại thì có, nếu mà tạm dùng mà hoãn được mấy tháng thì xin hoãn được. Nói chung là Jenny biết rằng là cái này rất là khó, nhưng mà bây giờ nói về vấn đề hai cái tay, giờ là làm cách nào chịu khó dùng cùi chỏ, nhiều khi phải dùng chân luôn. Chẳng hạn như Jenny nghe mấy người bác sĩ mà họ đứng ngay trước cửa cầu thang điện á, để mà đi xuống đi lên gì đó, thành ra tại vì họ là rất là am hiểu về vấn đề mà nhiễm trùng, đúng không? Cho nên là mọi người ai cũng nhìn nhau, không ai đụng gì hết trơn á. Đến cuối cùng cuối cùng có một người phải bỏ cái cùi chỏ vô để bấm cái cầu thang thì lúc đó mới được đi. Còn nhiều người có nhiều khi có tập đó là có thể dùng cái chân mình á bấm nó, khổ lắm. Nhưng mà mình phải tập tại vì bây giờ nói chung á, cho nên chị nói như vậy nè, nếu mình có khả năng đáp ứng, mình sống dài lắm. Phải biết đáp ứng với môi trường, đúng không? Khi mình không đáp ứng, hay là đừng có nghĩ là ồ cái này xui xẻo, cái này là một cái nạn. Không, mình phải nghĩ rằng là nó là cuộc sống. Trong cuộc sống là thế nào cũng sẽ có những cái chuyện này xảy ra. 10 năm một lần đại khái như vậy, đúng không? Mình 2008 đã bị một lần rồi. Cho nên rằng là không tránh khỏi. Bây giờ thành ra là thay vì mà mình cứ chú tâm là ồ thành phố nào bị thế này thế kia, tạm thời mình cứ nghĩ rằng là cúm, cảm nó sẽ đến, và nó đến nó sẽ đi, đơn giản là vậy. Bây giờ cái cách mà mình đáp ứng với nó như thế nào là cả một câu chuyện. Thành ra trước tiên phải có cái tâm trị, lúc nào cũng nghĩ là không sao cả. Để làm gì, làm sao mình nghĩ tới cái chuyện là các phương cách, thay vì bàn với luận với nhau ồ có nghe tin không, bên Seattle nó chết bao nhiêu người đó, ồ có nghe tin là bên Sacramento mới có người chết. Thay vì cái câu chuyện nó đi vào như vậy, tại vì khi mà mình trong cái luật của vũ trụ á, là hễ mà cái âm đi ra thì mình lại lấy âm vào, mà nếu dương đi ra dương sẽ đi vào. Cho nên rằng là bây giờ nếu câu chuyện mà mình nói chuyện với nhau hàng ngày là những câu chuyện tích cực thì tự nhiên nó lại phát ra những cái phương cách tích cực để mà mình sống. Chẳng hạn như bây giờ thay vì mình bảo là ôi chết chữa rồi, bây giờ đi các cái nhà thuốc để mà mua cái kem khử trùng tay, tức là hand sanitizer, nó không còn nữa, mà hoang mang. Thay vì như vậy thì mình nghĩ là cách mình tự bào chế. Thì tự bào chế là cái gì? 1/3 cái chất cồn mà cái loại 90 hay là trên 90. 2 là cái dầu, cái kem mà kem nó gọi là kem gì đó, kem aloe vera, tiếng Việt mình là nha đam. Đó, cái loại mà kem nha đam mà nó trong á. Thì bây giờ hai cái mà mình pha nó vô, 2/3 nha đam, 1/3 cồn, hai cái trộn, mà trộn thật kỹ, trộn làm sao mà để mà cho nó hòa với nhau, mà phải nằm trong cái tô sạch đã được khử trùng, và trong chai cũng đã được khử trùng, rồi truyền nó vào trong cái chai, rồi mình sử dụng, thấy không? Thì là mình không hoang mang nữa. Nhưng mà dĩ nhiên rửa tay với xà phòng vẫn là tốt nhất, thấy không? Mà nhớ nha, rửa tay là phải chà cái đầu, tại vì cái này là cả bao nhiêu triệu bacteria, tức là nó gọi là gì, vi khuẩn vi trùng, đúng không? Phải chà bên đây, mà vừa chà vừa hát vừa vui, vừa mà có thiền luôn cũng được đó. Chị nghĩ ha, chị nghĩ thiền được 20 giây, thiền được chút xong chị bên đây không, rồi mình lau, rồi mình nhưng mà phải tắt nước nha, tại vì cái lúc đó mà quý vị cứ như vậy mà nước chảy như vậy thì mình đang hạn hán mà cũng không tốt. Vâng, chị cảm ơn những chia sẻ của chị. Như chị đã nhắc đi nhắc lại là mình phải suy nghĩ tích cực để mình có một cái năng lượng tích cực trở lại với chính mình, thì em thấy điều này rất là cần thiết. Và thay vì mình ngồi đó mình than thở, mình sợ hãi, thì chi bằng mình tìm cách làm sao để mình đối phó và mình adapt với cái cuộc sống mới.
chị cũng cũng nói như ngày xưa, khi mà nhiều năm về trước, khi mà mình không có thuốc men như bây giờ, phải nói là có những cái dịch bệnh chết người rất là đông, thê thảm lắm, coi như chết. Dạ, thì chết nhiều như vậy mà không có, người ta không có sợ nhiều như bây giờ là tại vì không có internet, không có social media. Bây giờ có một chút xíu cả thế giới biết, cho nên là một chút xíu làm cho mọi người hoảng sợ. Thành ra em nghĩ là tốt nhất á, mà khi mình coi nhiều quá mình sẽ bị depressed, mình sẽ bị trầm cảm, bị hoảng sợ, không tốt. Mà mình chưa, con vi trùng nó chưa tới mình thì mình đã bị bệnh vì mình buồn quá, mình sợ quá rồi. Thì em nghĩ cái điều chị mới khuyên đây rất là quan trọng, là mình phải luôn luôn suy nghĩ tích cực ha chị ha. Và thay vì ngồi đó xem news thì thôi mình tìm cách mình làm sao để sống tốt hơn, rửa tay thường xuyên hơn. Em nghĩ như vậy, em nghĩ là còn phải tắm rửa thường xuyên hơn, phải mỗi ngày đi về là lo tắm từ trên xuống dưới để tẩy hết những cái bụi dơ, rồi thay quần áo thường xuyên, tức là mỗi ngày về thay quần áo bỏ giặt đi, đừng mặc đi mặc lại. Nhất là những em trẻ nó đi học, nó ngồi lê ngồi lết rồi nó về nó cứ mặc lại ngày hôm sau thì nó sợ là không có tốt gì ha. Thì em nghĩ là hơi tốn nước, giặt đồ thì nhiều. Dạ, nhưng mà thưa chị, ngoài cái chuyện đó ra mình chị còn cái gì để san sẻ không, hay là mình đi vào cái vấn đề thống kê thưa chị? Trước khi vào thống kê thì cho nên chị nhắc thêm một số vấn đề khác nữa là khi mà mình nên khử trùng cái môi trường, cái môi trường rất là quan trọng. Thì nhưng mà cái này chỉ trong vòng mấy tháng thôi nhá, đừng có trở thành cái cuộc sống luôn như vậy. Tại vì nên nhớ là khi mà mình diệt trùng nhiều quá, dùng cái loại mà nó thuốc khử trùng đó nhiều quá đó, thì thường thường nó diệt được có 99% của các vi khuẩn thôi. Cho nên rằng là cái con mà nó còn sống lại đó, nó thành super bug. Nó thành cái con mà vĩ đại, mấy mốt mà dùng trụ sinh cũng chữa không được luôn. Cho nên rằng là cái này là tạm thời trong thời gian này, tại vì mình Jenny vẫn tin rằng là cái mùa hạ thì nó sẽ giảm bớt đi và mình từ từ rồi nó sẽ đi luôn, nó không, nó sẽ chết. Thành ra nhưng mà mình học một số cái thói quen để mình chuẩn bị cho năm tới. Tại vì nó sẽ trở lại thôi, mấy mốt nó sẽ dạ. Vâng. Thành ra rằng là Jenny, vấn đề là quan trọng là những người mà như Jenny là thường thường là phải ăn sống, đồ ăn sống nhiều để mà có được cái enzyme. Thì bây giờ đó, chơi với cái tình cảnh này mình làm gì? Thì Jenny khuyên rằng là nếu mà đối với Jenny bắt đầu thay đổi là Jenny những cái trước khi mà ăn sống là mình nấu nước sôi thật là nhiều á, Jenny trụng đồ vô, trụng một chút xíu để mà nước nó phải là sôi đó. Thì là chẳng hạn như là cà rốt, bắp cải và các loại ấy, thì Jenny phải cho nó trụng, nó cho nó sôi, nó diệt vi trùng, rồi lúc đó mình bắt đầu mình xay lên mình mới uống hoặc là ăn. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái nước uống á, cái ông bà mình đã chỉ đó rằng là đại khái như gừng là rất là tốt cho phổi nhá. Nó stimulate, tức là nó kích thích. Thành ra là Jenny mỗi ngày là bây giờ Jenny phải uống nước xả, nước gừng, rồi mình cứ linh động nó, mình có cho nó để cho nó vui, nó cái gì mà mình cảm thấy nó hạnh phúc đem lại, chẳng hạn như cái essential oil, tức là tinh dầu gừng á, Jenny hửi vô, Jenny thở, Jenny tập thể dục rất là thoải mái mà rất là hạnh phúc. Cho nên rằng là bắt đầu học một số cái thói quen để mà làm sao kích thích cho cái phổi nó được khỏe, phải không? Phổi khỏe và tăng thêm cái độ mà hít thở oxygen clean, tức là sạch sẽ vô trong người mình, và hoạt động bằng, nếu mà có phải ly cách mà phải ở nhà hay cái gì đó thì phải tập thể dục thường xuyên. Tại vì nên nhớ nè, cái người mà hoạt động mạnh á, mà tập nhiều đó, thường thường á là cái virus nó không có đủ thời gian để nó đánh mình, tại vì người mình khỏe quá nó đánh sao được. Mà nếu mà lỡ mà có bắt đầu có triệu chứng cảm đó thì lúc đó lại phải nghỉ ngơi, trong mấy ngày đầu lại phải nghỉ ngơi, không có tập sử dụng nữa. Thì cho nên chị xin khuyên đến mọi người là nếu mà có những cái triệu chứng trong người, bây giờ cứ ai mà cảm thấy mình cảm cúm, tại vì thật sự mình đâu có đi testing được, đâu có đi thử nghiệm được, nên tại một có số triệu chứng nó chỉ đơn giản thôi, chỉ một cảm cúm nhẹ thôi, thì mình cứ nghĩ rằng là có thể là nó đó. Cho nên là nghĩ như vậy để chi? Mình bảo vệ những người gia đình của mình. Chứ đừng có nghĩ ô cái này chỉ cảm thôi. Cho nên là vẫn tiếp tục sinh hoạt mà ngồi xa xa nhau ra, nói chuyện nên xa xa nhau ra, không bắt tay, không hôn hít, không có như ôm ít như ngày xưa nữa. Và nên có một cái kế hoạch. Bây giờ mỗi gia đình phải có một cái kế hoạch cách ly. Tức là bây giờ nếu một người bệnh phải làm gì, đặt ra phương pháp liền, giải quyết liền. Đó là những cái mà Jenny muốn mọi người tập trung vào, và tập trung vào cái phương cách mà mình tự bảo vệ mình. Như Jenny nói đó, ăn sạch, uống sạch, uống là coi như là bây giờ uống thêm những cái mà nó có nhiều vitamin C hoặc là có chất kháng sinh cao, rồi thở, rồi hít thở, và cả cuối cùng là luôn luôn nhớ là cái này mà nó sạch, cái này mà nó là có dương khí, dương tính, thà
thành ra là những cái tốt đẹp nó sẽ đến với mình, chắc chắn là chuyện đó. Rồi bây giờ á, Jenny xin nói là cả cộng đồng chúng ta, nhất là người Việt, thường thường là sống là thường thường hay chen chúc nhau, mỗi gia đình thường thường có đông người, thành ra là khi mà gặp nạn hay khi mà có chuyện gì xảy ra thường thường là kéo cả lũ luôn. Cho nên rằng là vì vậy Jenny rất là muốn là làm sao mình có đầy đủ cái ngân sách để mà đối phó giúp cộng đồng chúng ta nếu trong trường hợp mình gặp nạn. Thì cái thống kê dân số là của Hiến pháp Mỹ đưa ra cứ 10 năm một lần. Thì không biết là năm 2010 đó là không biết là Minh Châu có tham dự không? Dạ em không hề biết đó chị. Ôi trời ơi. Không hề biết về vấn đề thống kê dân số. Thành ra là khi mà em thấy chị nói về cái vấn đề này em rất là thích và em muốn được tìm hiểu. Và em nghĩ là khi em không biết thì cũng có những người không biết. Cho nên em mời chị đến đây để nói về vấn đề này. Thì theo như em biết là ngày 12 tháng 3 này là ngày bắt đầu mình bắt đầu được điền vào cái đơn để làm thống kê dân số. Thì thưa chị, xin chị cho em cũng như quý vị biết là cái mục đích gì và tại sao mình phải nên làm thống kê dân số thưa chị? Rất là cần thiết. Mà mọi người biết là hiện tại bây giờ trong cộng đồng chúng ta ở đây, ở tại California cũng như cả các tiểu bang khác, cái sinh hoạt và những cái tiền mà để tài trợ, những cái để mà hỗ trợ cho cộng đồng mình đó là vẫn dựa vào cái con số của 2010. Mà cái con số của 2010 á, là cộng đồng Việt Nam mình tham gia rất ít. Mà đó là lý do tại sao mình muốn kêu khóc, bảo rằng là ô tại sao chúng tôi không có được sự hỗ trợ giúp đỡ, là tại vì họ dựa trên cái thống kê dân số. Thành ra điển hình là cái kỳ mà cái kỳ mà hỏa hoạn ở Paradise á, ở trên phía miền Bắc Cali đó, là khi mà thành phố đó đưa thông tin lên cho chính phủ liên bang để yêu cầu sự hỗ trợ, tại bao nhiêu nhà bị cháy, bao nhiêu người bị chết và bao nhiêu người là coi như là phải ở màn trời chiếu đất, thì ở chính phủ liên bang đưa xuống là không, những người này cái con số này nó không có ăn khớp, tại vì cái con số thiệt hại quá lớn, mà trong khi 2010 thì không có tên của những người, tức là không có trong cái danh sách của những người này trong đây. Và vì vậy cho nên họ chỉ cứ dựa trên cái gì mà mình nộp vào mình mới được thôi. 2017 thành phố San Jose bị lụt, mà trong số đó là con số khá lớn là toàn là người Việt Nam. Người Việt Nam sống chen chúc với nhau vào các cái khu vực mà cái khu vực này rất tiếc là nó cái khu vực thấp nhất mà của những người nghèo. Lúc mà đưa thành phố San Jose đưa thông tin lên để mà yêu cầu chính phủ liên bang hỗ trợ, thì chính phủ liên bang nhìn xuống bảo rằng là cái con số này không ăn khớp. Tại vì trong 2010 cái con số này rất là nhỏ, bây giờ quý vị đòi rất là con số tiền. Thành ra vì vậy cho nên là nó ảnh hưởng trực tiếp tới những cái gì ai mà ăn trợ cấp lại càng cần phải quan tâm nữa. Tại vì cái tiền mà nó hỗ trợ cho tiền nhà đó, nó gọi là Section 8 đó, tức là cái phần số 8, những người mà nhận tiền hỗ trợ tiền nhà đó, cái đó là lấy tiền từ chiếc chính phủ liên bang xuống để mà cho cái số tiền đó. Các trường học cho các em là phải xin tiền chính phủ liên bang, tiểu bang lấy đâu ra? Tất cả những cái tiền mà mình đi làm, tất cả người dân chúng ta trong thành phố San Jose, mình có khoảng 120.000 người dân, và có thể hơn như vậy, đến nay là dựa trên dân số của 2010 thôi nhé. Bây giờ chắc là con số rất hơn nhiều. Thì cứ thử hỏi rằng là tất cả những cái tiền này á, là mình đưa lên cho chính phủ liên bang. Chính phủ liên bang mình đóng thuế, con cháu đi làm đóng thuế bao nhiêu năm nay, đưa lên chính phủ liên bang có cái trách nhiệm là phải đưa xuống. Nhưng mà đưa xuống bằng cách nào? Đưa xuống là chỉ dựa trên con số mà của thống kê. Thống kê đưa ra bao nhiêu, tiền lấy bấy nhiêu. Và vấn đề thêm nữa là cái số dân biểu của mỗi tiểu bang cũng dựa trên cái con số này. Nếu mà quý vị nói quý vị có 1 triệu người dân thì chúng tôi cho quý vị bằng này người. Còn quý vị nói là mà con số này bây giờ nó lên 2 triệu hay là lên 10 triệu thì bằng này người. Đó, tức là nó dựa trên cái số như vậy. Tức là cái số thống kê này xem coi bây giờ thí dụ như vùng San Jose mình thật sự có bao nhiêu người, thì ở trên liên bang họ mới cung cấp cho mình một cái số phân, tức là một cái số tiền để lo những cái việc cần thiết cho cái số lượng người dân ở vùng San Jose, đúng không chị? Cho nên thí dụ như bây giờ mình có 1.4 triệu người mà chỉ có 400.000 người đi làm thống kê, thì 1 triệu người kia đâu mất tiêu. Thì khi mà liên bang họ cho tiền thì do tiền họ chỉ base on cái 400.000 người, trong khi mình có tới 1.4 triệu người. Đúng. Thì có thể là cái số tiền nó sẽ rất là ít, nó không làm được việc gì cả. Còn nếu như tất cả chúng ta ai cũng đi làm cái thống kê dân số và cái số nó show lên là 1.4 triệu người, thì khi liên bang họ cho tiền
thì họ sẽ cho tiền đủ để làm những việc để cung cấp hoặc là phục vụ cho 1,4 triệu người, đúng không chị? Cho nên là mỗi một người chúng ta đều phải có cái trách nhiệm là làm cái thống kê dân số để khi mà có chuyện gì xảy ra ở ngay nơi mình ở thì liên bang họ cho đủ tiền để mà giúp đỡ cho chính mình, đúng không chị? Cũng như là chị nói dân biểu, cái số người dân biểu là đại diện cho người dân từng vùng, đúng không chị? Đúng rồi. Thì bây giờ nếu mà mình nói mình chỉ có 400.000 người thì họ thí dụ như họ chỉ cho rất vài người dân biểu thôi, còn nếu mình có 1,4 triệu người thì phải cho rất gấp 3 lần cái số người dân biểu để họ đại diện, để họ những người dân biểu là họ đại diện cho mình và họ protect mình, đúng không chị? Tức là họ bảo vệ người dân, đúng không chị? Họ nói lên tiếng nói của mình. Thành ra là quý vị ơi, rất là cảm ơn chị đã đến đây hôm nay để nói về cái vấn đề thống kê dân số. Và Minh Châu sẽ để cái website làm sao mà vào để làm cái điền cái form online á chị. Mình có thể điền form online để làm sao mà làm thống kê dân số, với lại mình cũng có thể gọi phone hoặc là mình có thể in giấy tờ ra mình điền và cũng được, thưa quý vị. Và em hỏi chị câu kế tiếp là những người ở đây bất hợp pháp có phải điền đơn không thưa chị? Jenny nói đây là không phải là cái trách nhiệm của người công dân không, mà cái này trách nhiệm của tất cả những người mà sống tại Mỹ phải có cái bổn phận tham gia thống kê dân số. Cái này là cái trách nhiệm luôn. Tại vì là quý vị ở đây, quý vị có đi đường và đường dùng đường xá hay không? Có. Quý vị có dùng cái hệ thống y tế không? Có. Quý vị có dùng đồ ăn hàng ngày không? Có. Quý vị có dùng cái sự an ninh bảo vệ của anh không? Có. Quý vị nếu mà có gặp nạn có dùng sự giúp đỡ không? Có. Vì vậy cho nên rằng là tất cả ai sống ở Mỹ hợp pháp hay không hợp pháp đều phải tham gia thống kê dân số. 10 phút mà nó ảnh hưởng tới 10 năm. Mỗi một cái đơn điền người ta dự tính là tốn khoảng 10 phút. 10 phút nó có giá trị 10 năm. Thành ra là vô cùng quan trọng. Mà những người mà lãnh đạo, những cơ quan lãnh đạo cũng như là những người mà đại diện cho chúng ta đó, họ khi mà họ tranh đấu quyền lợi cho người dân của mình á, là họ dựa trên cái con số đi bầu. Mà cái con số đi bầu là nó liên kết với cái con số thống kê. Hai cái nó ăn khớp với nhau. Thành ra là vì vậy cho nên là mình không con số người dân của mình thấp, tiếng nói của mình sẽ thấp. Con số của người dân của mình cao thì cái người mà những cái cơ quan chức năng, những cái cơ quan mà lãnh đạo đó họ vẫn phải để ý tới mình. Cho nên vì vậy đó là vì quyền lợi, nếu không vì cá nhân mình, hãy nghĩ tới con cháu mình. Hãy nghĩ tới tương lai của mọi người để mà làm. Nhưng cái mà Jenny muốn nói cho mọi người rõ một chuyện nữa, nó có một cái vấn đề rất là quan trọng. Mà đây là tại sao nó đi liên quan đến cái vấn đề mà dịch bệnh dịch. Ở cái chỗ rằng là họ đưa ra 4 phương cách để mà đáp ứng tham gia với thống kê dân số. Nhưng mà Jenny khuyên mọi người nhé, lấy một cách thôi, đơn giản. Là ngày 12, tức là ngày mùng 10 thì bắt đầu là họ sẽ gửi thơ ra. Thì mỗi nhà là đều nhận cái thơ hết. Thì khi mà nhận cái thơ, Jenny yêu cầu ngồi xuống cùng với nhau, điền đơn, nộp đi luôn. Điền nó chỉ tốn 10 phút thôi, điền xong, gửi vô. Nên nhớ là trong cái đơn nó không hề hỏi về vấn đề cái tình trạng gia cư của mình là có hợp pháp hay không hợp pháp. Tức là cái citizenship, tức là cái quốc tịch hay không quốc tịch không hề hỏi tới, cái đó đã được bỏ rồi. Thứ hai, thông tin cá nhân của mình mà nộp vào đó là hoàn toàn được bảo vệ bởi hiến pháp và họ không được quyền, tức là cái bộ mà thống kê dân số không được quyền coi như là đưa cái thông tin này cho bất cứ ai, bất cứ cái bộ hay là cơ quan chính quyền nào khác. Thành ra là hoàn toàn được bảo vệ. Cái thứ ba nữa là để giới hạn cái sự mà dòm ngó, để giới hạn cái để bảo vệ gia đình mình. Cho nên nghĩ là mình cứ điền cái đơn nó gửi vô thì nó không có phiền phức. Tại vì bây giờ mình lên trên mạng mình làm nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà có nhiều người cũng hơi e ngại là ồ, tôi lên trên mạng tôi phải đưa ra cái số thông tin của gia đình của tôi thì đâm ra nó đã nằm trên mạng, nó có thể bị rơi vào tay khác. Cái chuyện đó là cho nên không có thể trách là mình không có lo được, mà có thể, nhưng mà đây họ bảo đảm là cái đó là hoàn toàn bí mật nhé. Mình có thể làm được trên mạng. Nhưng mình cái mà Jenny nghĩ rằng là tiện nhất, hay nhất, đơn về, điền, gửi đi liền, 10 phút thôi, xong chuyện. Đó là nó nằm trong cái tháng 3. Nếu cuối tháng 3 quý vị không làm, mấy người nên nhớ rằng tất cả các địa chỉ của quý vị, tất cả ai có địa chỉ là nó đã nằm trong cái bộ thống kê dân số, đã biết hết rồi. Nhưng mà họ vẫn còn cái thông tin của 2010.
họ chưa chắc họ có cái thông tin ngày hôm nay. Thành ra là khi mà mình họ được gửi thơ về, mình không trả lời là nó hiện lên ngay trong đó là họ thấy à những cái nhà này chưa trả lời. Đúng không? Thì cái đến cái tháng 4, tháng 5 bắt đầu họ sẽ có người dân là tức là người nhân viên của bộ đem đến ra gõ cửa nhà mình. Gõ một lần không được, họ trở lại gõ hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Chị đi nói rằng là không nên để chuyện đó xảy ra. Mình không muốn người ai đến gõ nhà cửa nhà mình. Và cái này mới là cái mà Jenny càng thấy không thích nữa nè. Tức là đến tháng 5, và tại vì cái này nó cái nhu cầu nó quá cần thiết, cho nên là bộ đòi hỏi là phải có thông tin, không thể là không có thông tin được. Cho nên đến cuối tháng 5, họ nhìn vô những cái địa chỉ mà vẫn không có tờ gờ tờ đền, không có cơ điện thoại gọi vào, hoặc là không có cái thơ trả lời, hoặc là không có cái điền đơn trên mạng. Thì lúc đó họ sẽ gửi, mà họ đã thấy rằng là nhân viên của họ đã đến gõ cửa rồi nhưng mà không được cái sự hợp tác. Thì họ sẽ phải đến những cái nhà kế bên cạnh của quý vị, hàng xóm của mình, và sẽ hỏi để bên hàng xóm đoán coi cái nhà bên kia là có mấy người, và Nguyễn Thị A hay Nguyễn Thị B, và họ làm những cái gì, cái gì, cái gì. Thì cho nên nghĩ là càng không hay nữa. Mà mình đã, cho nên nói thẳng một câu là mình đã bị mang tiếng là 2010 cộng đồng Việt Nam khắp nước Mỹ đã không tham gia tích cực. Mình bị mang tiếng rồi. Thành ra cho nên nói thẳng với quý vị, mang tiếng thật sự là em không biết luôn á chị. Tại vì mình không, lúc đó mình chưa, cái show chưa có social media, và người mà đại diện cho cộng đồng mình cũng không có nhiều. Thành ra bây giờ như vậy đó, Jenny muốn, Jenny ao ước là trên bộ cũng như là các cơ quan chức năng và chính quyền phải tôn trọng cộng đồng Việt Nam, và phải nghĩ rằng là ôi trời ơi, cộng đồng Việt Nam đã trưởng thành và ngày hôm nay đã thấy cái sự tham gia tích cực. Mà chẳng những tham gia tích cực, Jenny còn có một cái khát vọng nữa là Jenny muốn làm sao mà cộng đồng mình tháng 3 là mình làm sạch luôn, làm luôn, nó gửi về, làm liền, điền viên, gửi đi luôn. Thành ra là họ nhìn, ôi trời ơi, sao cộng đồng Việt Nam hay thế? Tại sao mà tự nhiên ai cũng điền hết, vô hết, không có phải bị hò hết, không có phải bị kéo ra. Khi mà họ thấy là mình là những người tích cực, tham gia tích cực mà biết nghe lời, thì lúc đó họ mới sợ mình chứ. Dạ, đúng rồi. Cho nên rằng là vì vậy á, hãy làm sao cho cộng đồng mình có tiếng thơm. Hãy làm sao cho người ta thấy rằng là chúng tôi đã tham gia tích cực, và cái trách nhiệm của người dân sống tại Mỹ, chúng tôi đã tôn trọng nó và chúng tôi đã thực hiện để cho chúng ta cùng tự hào với nhau. Em cảm ơn chị nói hay quá, và em cũng rất mong em sẽ nghe lời chị là bữa nay về mà thấy cái đơn là em ngồi điền luôn, không có đợi lên internet nữa. Em thấy là như vậy là nó xong một việc chỉ có 10 phút, còn nói là đợi lên internet nhiều khi lại quên lên internet lại ngồi coi tầm bậy tầm bạ. Chị biết rồi, lên internet là đâu có coi một thứ. Thành ra thưa quý vị, chị Jenny với một tấm lòng gọi là yêu thương cộng đồng, và rất là muốn chúng ta cái tiếng nói của cộng đồng người Việt Nam mỗi ngày một lớn mạnh hơn. Đây là điều tốt thưa chị. Cho nên chị đã không ngại đến đây để san sẻ những cái ưu tư của chị cũng như những lời khuyên của chị. Thành ra Minh Châu cũng mong quý vị khi mà nhận được mùng 10 tháng 3, khi mà họ gửi cái tờ thống kê dân số về nhà, thì quý vị cứ ngồi khi mà bóc cái lá thư đó ra thì điền luôn và gửi đi liền. Mỗi một chúng ta, có nhiều người nói là tôi muốn làm thay đổi thế giới này nhưng tôi không biết làm gì cả. Thưa quý vị, khi mà quý vị điền cái đơn đó là quý vị đã make a difference. Tức là mình nghĩ đến cái cộng đồng, mình nghĩ đến cái lợi ích cho toàn thể người dân sống ở trên đất Hoa Kỳ này. Cái đó rất là cần thiết. Và khi mà có chuyện gì không hay xảy ra, khi những cái thiên tai xảy ra, thì cái số tiền mà liên bang cho rất là cần thiết và rất là quan trọng. Cho nên đây là việc rất là cần thiết phải làm. Minh Châu đã nghe cái sự san sẻ của chị Jenny, và Minh Châu rất là thấy là đây là chúng ta ai ai cũng nên làm cả, và Minh Châu mong quý vị làm. Thì cuốn video này xin quý vị san sẻ với nhiều người bạn bè cũng như người thân, để cho mỗi người đều biết tại sao họ phải làm thống kê dân số, phải không chị? Để mỗi chúng ta, mỗi một bàn tay mình điền một cái đơn, mình gửi đi để sau này mình đỡ khổ, thưa quý vị. Cảm ơn chị. Chị rất là cảm ơn, và hy vọng mọi người nếu mà
có khó khăn trong vấn đề điền đơn thì xin hãy liên lạc với Jenny trên mạng, tức là có thể là viết thư cho Jenny cũng được. Jenny sẽ có một số cái cơ quan họ sẽ giúp mình điền, họ có thể gọi điện thoại cho mình và họ có thể từng bước một, như chẳng hạn như cơ quan Vivo và ICANN, họ sẽ giúp mình để mà điền. Nhưng mà tạm thời bây giờ Jenny không có con số ở đây thì cứ tạm thời là liên lạc. Text and message ở trên cái đó. Minh Châu sẽ cho cái thông tin đó. Dạ, vâng. Với lại em cũng sẽ post một cái video mà chỉ điền đơn luôn bằng tiếng Việt Nam luôn. Thì đó, thì nếu quý vị, mình sẽ post một cái video bằng tiếng Việt chỉ mình cách điền đơn. Đúng. Cũng rất là đơn giản, em thấy rất là đơn giản, rất là dễ, em có coi qua. Thì quý vị cứ coi trên đó, hoặc quý vị có bất cứ câu hỏi gì cứ text hỏi chị, bỏ message hỏi chị Jenny hoặc là Minh Châu. Minh Châu không biết, Minh Châu sẽ giới thiệu quý vị gặp những người mà biết ha chị ha. Ừ. Là tiện đây Jenny cũng xin mời là trong ngày 7 tháng 3, tức là ngày thứ bảy này, lúc 12 giờ trưa tại Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ thì sẽ có một buổi họp mà có các cơ quan chức năng như là bên phía liên bang, quận hạt sẽ đến và cùng các cái hội từ thiện sẽ đến để mà trình bày những cái vấn đề mà Jenny vừa chia sẻ xong. Thành ra rằng là mà có, nếu mà ai không có đau ốm thì mời đến tham dự, còn ai mà ho hát hay là cảm cúm xin ở nhà giùm Jenny coi cái video này là đủ rồi. Thì nhưng mà cái buổi đó sẽ nói vấn đề kỹ càng hơn về cái lịch trình và cái phương cách làm như thế nào để cho bảo vệ mọi người. Hình ra dạ vâng. Tốt quá, em cảm ơn chị. Dạ. Jenny xin cảm ơn rất là nhiều. Em cảm ơn chị đã đến đây hôm nay. Mình cho xin cảm ơn quý vị đã xem chương trình và mong gặp lại quý vị lần sau. Bye bye. Cảm ơn chị nhiều lắm. Oh,